chính Sài Gòn. Ở Sài Gòn là Quảng Nam, là Phú Yên. À dạ. Liêu. Long An. Dạ quê rồi, kiếp nha. Quê con có gì quá. Hà Nam. Bây giờ ba điểm đầu. Hôm nay thật sự rất vui trao giải tốt nghiệp cho tất cả các em trong cái quá trình học sau 6 tháng. Khi các em say mê học, là thầy cũng rất là say mê, thầy nhập tâm, nhập hồn vào. Thì chính từ cái chỗ đấy làm cho thầy cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Cảm thấy cảm động trong cái quá trình test của học, trong cái quãng đường của các em đi bây giờ. Ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi tốt đẹp và sẽ thành công, niềm vui đến cho các em. Xin chào.